Hôm nay cùng mình khui màu mới nhé. Mình vừa có bộ màu acrylic, hộp màu rất to. Đây là màu acrylic final của Daily, tận 100ml, nhiều màu quá. Mình muốn mở cho các bạn xem hết màu luôn. Chọn màu nào đây? Được rồi, bắt đầu với màu này nhé. Vỏ hộp bằng nhựa, có một lớp nữa. Bóc tiếp nào. Màu đây rồi, cảm giác sánh đặc. Mở hộp những màu tiếp theo, không nồng mùi. Màu này xài khá nhiều cho một lần vẽ, nên màu acrylic luôn là hũ to tuyết bự. Màu đỏ cam, màu vàng, xanh dương, màu trắng rất quan trọng. Một số màu hơi hướng pastel, màu đen, màu hồng này hơi neo, lại là vàng nhưng nhạt hơn lemon, màu đỏ. Cuối cùng cũng hết, nhiều màu quá, phải đậy lại ngay kẻo khô. Nhiều như này nhưng lại rất rẻ. Lúc đầu dự định chỉ cần 5 màu cơ bản thôi, nhưng pha hơi lâu. Tôi sẽ dùng để vẽ trên kính, chờ clip sau nhé.